Anh lấy về đây về đó nè. Ở đây. Ở đây nè, đúng rồi nè. Ừ, mới lại qua đây cho mấy bọn tôi lại. Có sếp đây. Qua đây cho mấy bọn tôi đây nè. Bỏ đầu bố nè. Dòng loại mới xin được để không? Lấy cái gì đó? Lấy gì đó? Đó quá trời nước ngọt luôn. Này đó, 10.000 đồng đổi đi. 15.000 thôi nha. 10.000 đổi 12 lon nước ngọt trời ơi. Đây. Rồi, 10.000 đồng mà đổi 12 lon nước ngọt chịu nổi không? Rồi, bấm kính có 10.000 à. Trời ơi, dòng loại mới bắt đầu cái gì? Rồi, dòng loại mới đi ơi. Rồi, nhưng nói cười. Ngày mai em sẽ rồi bỏ vô đây một con gà con chuông cái gì rồi đó mỗi
chưa bà tụi? Nghe liền hết chưa? Đó, dụ. Hết chưa bà ơi? Rồi, hết chưa? Vô luôn hả? Trời ơi, chú cái gì? Vô! Vô! Dứt! Bớt! Chuột đâu hả? Khánh Hàm ơn! Rồi! Chú vô bà nội cho hết điện thoại con. Má để chính giữa, để bà nội, âm xíu bà nội. Không, phải để chính giữa, đi chơi bà nội. Vô! Hết chưa? Dở nha. Rồi, dọc lời cuối. Ê, giờ dễ thử luôn. Giờ màu vàng nha, giờ màu xanh. Rồi, dòng xanh lá nha. Vô. Chạy. Vô kính nụ. Vô cái gì? Chạy vô ơi. Vô bóng kính đây. Vô bóng lộn. 22 đột giải. 22 đột giải. Ăn cái mấy? 25 miếng đột giải. 22. Rồi, lấy gì? Lấy gì vậy? Lấy gì? Hai con gấu bông hoặc là nửa lóc nước ngọt. Hai con gấu bông nửa lóc nước ngọt. Nửa lóc nước ngọt. Trời ơi, vé 10.000 đồng đổi 12 lon nước ngọt. 10.000 đồng đổi 12 lon nước ngọt. Trời ơi là trời. Rồi hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8:30 sẽ có gian hàng dự bộ tiếp theo. Một chiếc điện thoại và một chiếc sạc dự phòng. Một quý vị nào đang